Rồi cái nó lại hay bị gián đoạn. Bây giờ rồi xin chào mọi người. Tiếp tục cái lúc này nó bị cái livestream nó bị gián đoạn đấy, bây giờ tôi nối lại. Bây giờ tôi là như phần trước tôi đã giải thích kỹ như thế rồi, bây giờ mọi người có ai hỏi gì nữa không? Và mọi người gì trong nhóm trị liệu cũng muốn hỏi gì không? Nhất là cái nhóm mà mới đang còn học đồng ý ấy. Thì ngày thứ ba, hôm nay chủ nhật thứ ba khoảng 20 giờ giờ Việt Nam á, thứ ba là ngày ngày mai thứ hai là mùng 1, ngày mùng 2 tháng 2 thì tôi sẽ nói về cái vấn đề nhịp đọc về cái cơ chế vì sao cái cơ chế nhịp đọc cơ thể nó nhiễm độc, nó là nó nhiễm độc chỗ nào, nó ảnh hưởng ở chỗ nào và vì sao nó nhiễm độc. Tất nhiên cái cơ chế đó cũng nói cho giữa cái sự mã hóa giữa cái kiến thức và những cái ngôn ngữ của khoa học hiện đại và cái khoa học về cái của y học cổ truyền Á Đông. Cho nên các bạn đang còn học đông y ấy, cố gắng là và đang làm theo đông y ấy, cố gắng mã hóa, nói chung là mã hóa cái kiến thức của đông y để tiếp cận là cho nó tương đồng lẫn nhau để mình dễ tiếp thu và mình dễ để giao tiếp với bệnh nhân cho nó dễ, chứ nếu không mà cứ ôm khư khư lấy những cái từ ngữ của y học cổ truyền là không thể nào tiếp cận với bệnh nhân thời hiện đại. Thì có ai có ý kiến gì về cái đoàn trao đổi hôm nay không, trao đổi về cái đoạn mà tôi nói về cái nhiễm độc về tâm lý ấy. Nhiễm độc tâm lý là do nhiễm độc về stress ấy, tâm lý căng thẳng và chính cái hệ thống này này và bao giờ cho nên là các bạn bên thuần nghĩa, các bạn bên thuần nghĩa dưỡng sinh đường này là cố gắng làm thế nào mà phải có cái vừa học về điều trị trực tiếp điều trị về đả thông kinh mạch thì giải cơ giãn cơ cũng nói, nhưng luôn luôn quan tâm nếu như không có cái sự bảo trợ cái sự hỗ trợ của cái tư vấn dinh dưỡng và tư vấn về tâm lý, về tư vấn về tâm lý thì mình phải đưa những cái cụ thể ra, những cái khả năng thực hành ra chứ không phải là đứa cái nói chuyện trời ơi đất thờ chi hồ dạ dạ về ba cái chuyện trời ơi trên trời về tôn giáo, mà phải đưa những cái biện pháp luyện tập cụ thể để khôi phục về các đưa cái trạng thái tâm lý về positive để khống chế các cái trạng thái của các cái thoại là tình cảm thái quá, thì phải đưa họ về các cái phương pháp tập luyện một cách rất cụ thể chứ không phải là cung cấp một cái mỗi lý thuyết phải thiền phải thế này thế nọ phải bát chánh đạo phải từ ái phải tâm đi không, tất cả mọi bên bên này phải đưa về sự thực thực tế thực tiễn của hành động. Cho nên hai cái vấn đề tư vấn về dinh dưỡng và tâm lý trị liệu là hai cái nó bạo hành, nó sẽ bảo hành lâu dài cái sự điều trị cái tác dụng chữa lành của mình. Cho nên là đừng ngồi, cho nên là học về cách phương pháp trị liệu rồi thì phải phải bảo hành cái tác dụng trị liệu đó của tâm lý trị liệu và tư vấn dinh dưỡng, cho nên là đừng ngồi, coi thường cái vấn đề.
Rồi tâm an nói là và các bài tập từ hôm 1 đều là phục hồi thần kinh, chủ yếu đa số là để phục hồi lại hệ thần kinh thực vật. Hệ thần kinh thực vật là gọi là sympathicus, sympathicus parasympathicus là hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phổ giao cảm ấy, cái sự rối loạn giữa hai cái giao cảm mà phổ giao cảm mà gọi là đổi giao cảm ấy, thì nó sẽ mà hệ thần kinh thực vật ấy, là còn nơi người ta có khi người ta gọi đó là hệ thần kinh ruột. Đa số các cái hệ thần kinh của tiêu hóa là hệ thần kinh giao cảm và phổ giao cảm chịu trách nhiệm của hệ thần kinh thực vật, cho nên rối loạn hệ thần kinh thực vật bao giờ cũng kèm theo rối loạn hấp thu. Thì nó là một tương tác với nhau, nên là các cái bài tập mà từ cái hôm mà tôi dạy từ đầu tháng 2 đến bây giờ á, nó liên quan rất nhiều đến cái bài giảng của tôi hôm nay, là cái bài giảng về nhiễm độc về tinh thần, kể cả những cái giống như tôi giảng bên chỗ bên dạy ở bên chỗ khí công trung đẳng về cái mức độ nâng cao của lục từ khí công và âm dương thủ rồi chẳng hạn, rồi tương tác với cái này nhiều lắm. Cả cái bài tập này là một cách thực tế tương tác trên thực thể của cơ thể nhưng lại ảnh hưởng đến trạng thái của tâm lý, một cách thực hành chứ không phải một cách lý thuyết, không phải là thuyết pháp, mà một cách thực hành gọi là hành giả chứ không phải là học giả. Cho nên mọi người mà không cứ tập đó, tôi sẽ nói cái phần về nhiễm độc, về cái cơ chế về nhiễm độc, vì sao nó nhiễm độc mà lại gây đến ung thư và gây đến các cái bệnh trầm kha khác, nhiễm độc về thức ăn. Cho nên cái quan trọng nhất mà tôi vẫn đang còn phải có sự hỗ trợ của máy móc thiết bị, đó là làm thế nào để chống cái sự nhiễm độc từ thức ăn, chống cái sự nhiễm độc ngầm và kích hoạt cái hệ thống sóng dao động âm thanh của sóng não, và phục vụ cho hai cái này, là hỗ trợ cho hai cái này. Tôi có ai hỏi gì nữa không? Chủ yếu là cái đoạn trước nha, cái đoạn này là chẳng qua là chỉ còn nối lại cái sự gián tiếp thôi. Thì mọi người xem lại cái đoạn clip trước á, tôi đã giải thích về cái sự nhiễm độc, về nguyên nhân hình thành lên khối phát triển của ung thư do cái sự nhiễm độc về tinh thần, về nhiễm độc tinh thần là cái gì, như thế nào, vì sao nó ảnh hưởng như thế nào về đấy. Thì mọi người có liên quan đến một vài cái kiến thức về cơ thể học hiện đại thì mọi người tìm lại sách của lớp 5, lớp 6 gì đó xem lại cấp 2. Thì hiện tại là các cái bài tập hôm trước là có một vài người phản hồi lại tốt lắm, thì tôi sẽ nói về khi để nói về cái mitochondria á, về mitochondria medicine, có nghĩa là y học về tế thể á, thì tôi sẽ nói nhiều về cái sự rối loạn về hệ thần kinh thực vật. Rồi, có ai hỏi gì nữa để trả lời. Tâm An muốn học về dinh dưỡng chuẩn thì học ở đâu? Ở Việt Nam tôi không biết đâu, Tâm An ấy không biết trả lời học ở đâu. Hà Quang Đức máy Mevitan, cụ thể là bài nào à? Cụ thể là bài nào? Bài ngày 21, bài ngày 23, 24, cái bài mới đây là cái bài hát khúc xuất đồng thế. Chiều đầu cong là không có rõ rệt đâu, Hà Lê Hằng Thoại nha.
dưỡng học là cả một cái khoa học. Thầy cũng đang còn học cho nên Tâm An muốn học dinh dưỡng học trực tiếp của thầy làm nghề gì, thầy cũng đang học mà học 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 mãi, học học nữa học mãi mà. Như vậy là có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là học bài Việt, bài giảng hôm nay, cái bài mà chia sẻ hôm nay, cái thứ nhất là cái quan trọng nhất là đối với các cái chuyên viên trị liệu đang còn nghiên cứu, đang và muốn nghiên cứu về đông y, nếu như mà cứ trực tiếp ôm lấy các cái giáo lý giáo trình của đông y hiện nay mà giảng theo cái dạng là chi hồ giả giả như thế là các bạn rất khó học và để thành tựu rất là khó, và cái kết quả mà để sau đó đem ra ứng dụng cũng vô cùng là khó. Cho nên là phải, không phải là mình chuyển toàn bộ mà mình phải chuyển hóa cái ngôn ngữ. Tôi chỉ nói chuyển hóa ngôn ngữ thôi, cho tôi không nói về chuyển hóa về nội dung, chuyển hóa ngôn ngữ cho phù hợp với người hiện đại. Có nghĩa là dùng cái ví dụ như cái bài giảng hôm nay là như tôi nói đây, là cái bài giảng về tâm lý căng thẳng, chán nản, tuyệt vọng, để hệ thống cảm xúc tương tác mà lên như thế này là gây đến bệnh ung thư chẳng hạn. Đây cái bài giảng tôi vừa giảng lúc nãy á, thì thực sự ra đó là thất tình, là nguyên nhân từ bên trong do bị tổn thương nội thương, mà nội thương do cả cái tình tình trạng tình cảm, tư duy tình cảm thái quá, như mừng vui quá độ, buồn lo quá độ, khổ lo sợ quá độ, giận hờn quá độ, bi ai quá độ chẳng hạn. Đó là tất cả những cái này là trong thất tình, lục dục là cả cái trạng thái của môi trường. Rồi cảm ơn Phạm Thị Bích Thảo, sinh học lớp 8, đúng rồi đó. Tôi hình như tôi chỉ nhớ là cấp 2 thôi. Rồi, mọi người như thế là các cái bài dạy của tôi mấy bữa từ hôm trước này thực sự là tương tác trên thân thể, tương tác trên thân thể nhưng nhằm mục đích là khôi phục lại các cái cơ quan thực thể mà nó có cái sự quản lý trực tiếp đến các cái trạng thái kích hoạt, quản lý các cái trạng thái về tinh thần, về cảm xúc. Thì các cái bài tập từ hôm 1, hôm 2 tôi dạy ngày 21, 23, 24 tháng 12, và cái bài tập, những cái bài tập gần đây thì nó liên quan đến vấn đề là kích hoạt tương tác trên thực thể của cơ thể nhưng mà lại tức tác đến các cái cơ quan nội tạng mà ảnh hưởng đến việc quản lý về tâm lý, ảnh hưởng đến tâm lý, tương tác lên cái tâm lý của con người. Thì cái là tôi cái bài mà hôm nay tôi nói thì cuộc chia sẻ để hôm nay để kết thúc, các bạn cố gắng quay trở lại cái bài nói chuyện lúc nãy á. Thực sự ra đó là nó là một phần của khí công ấy, cái bài bản hôm nay là một phần của khí công. Cho nên tôi luôn luôn kêu gọi mọi người là hãy bỏ qua tất cả, hãy tôn trọng cái lối sống duy nhất, cái lối sống mà mình cảm thấy là khoan khoái thoải mái thì hãy đeo đuổi nó. Ví dụ như học, làm việc, làm gì làm mà nó ảnh hưởng đến sự khoan khoái thoải mái thì bỏ, kể cả qua giao tiếp và quan hệ xã hội. Nói thẳng ra là vợ chồng mà không là không đưa lại cái tình cảm, cái trạng thái cho mình mà khoan khoái thoải mái thường xuyên, dẹp, bỏ, cắt đứt. Nếu như mà để không không để cho cái trạng thái cho mình có cái sự thoải mái, khoan khoái và thoải mái mà cứ luôn luôn chồng chất lên những cái áp lực thì không sợ muộn gì cũng bị bệnh, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ bây giờ về trẻ con thế, trẻ con bây giờ lúc này có người hỏi là giải thích vì sao trẻ con dạo này bị ung thư nhiều quá, vì sao cuộc sống của nó không có gì mà bị ung thư nhiều quá, mà ung thư là ít, nó từ từ vì ép nó học này,
rồi ép nó đủ thứ này, không cho nó có phát triển theo cái cảm xúc tự nhiên của nó. Suốt ngày một ngày bắt đi học mấy chục lần, học tá lả vùng binh, không học cái cách để quản lý cảm xúc, để cho không học cái cách để cho khoan khoái thoải mái, mà toàn là học cái áp lực, ép nó học, ép nó tụ phải theo thế này, mày phải thế này, mày phải thế kia, cuối cùng là cái áp lực thần kinh nó bị ung thư là nhẹ, nó từ từ nó nhiều lắm, nhiều trường hợp bị ép 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 nó học mà nó từ từ lắm. Đừng có nói là nó trẻ con mà nó không có gì áp lực, về nó stress do bố mẹ gây ra nhiều lắm, do bố mẹ, do học đường, do ở trường. Ở bên này tôi thấy bên châu Âu người ta dạy 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 đầu tiên là dạy cho bọn học trò cái cách học, cái cách sống một cách thoải mái, khoan khoái và vui vẻ, chứ không phải là ép nó học hết cái này, học cái chuyện kia, không cho nó chơi, không cho nó thả lỏng theo cảm xúc của nó. Cho nên là trẻ con ung thư là bên này ung thư nhiều, là không phải vì do ăn uống, là do áp lực của bố mẹ đấy. Bắt nó học hành là bắt nó phải thế này thì nó, mày phải theo thế này, phải theo thế này, mày không được thế này, không được thế kia, không cho nó trôi theo cái sống theo cái cảm xúc của trẻ con trẻ thơ. Thì đối với các bạn trong đang còn học, muốn học về trong các cái thuật ngữ dược sư riêng, thì hầu hết các bạn là cũng đã là chuyên viên trị liệu, bác sĩ rồi, nhưng mà tôi chỉ đưa ra những cái lớn đó, còn những cái nhỏ thôi. Nguyên có cái là thầy cho em xin bản chụp sơ đồ này, chụp đó thì em chụp đi, chụp cái gọi gì gửi vào trong tin nhắn tôi gửi cho Nguyễn Ngọc Ánh nha, gửi vào trong Messenger tôi sẽ gửi cho, tôi sẽ gửi qua gọi bài chụp trên này thì nó nhòa. Ai hàng phá nói tôi thấy là trẻ con mà ngày nay là cái áp lực dữ lắm ấy, áp lực hơn cái thời mà trẻ con thời chiến tranh nhiều. Cái thời mà bao cấp ấy, trẻ con bị chiến tranh này, bị đói ăn đói kém rồi, nhưng mà không có áp lực về giống như trẻ con bữa nay đâu. Trẻ con bữa nay áp lực nhiều lắm. Tôi thấy có đứa mà học đến lớp 12 rồi mà bố mẹ vẫn đưa đi học, đưa đi đón, có nghĩa là bắt bọc nó trong một cái vòng tay của mình, bắt nó phải làm theo, nó không có cái tuổi thơ, nó không có cái cảm xúc của tuổi thơ, nó bị chèn ép, bị cướp mất cái cảm xúc của tuổi thơ trẻ em vừa nãy. Thanh Long Ý Quán này, Thanh Long Ý Quán là muốn học, muốn hỏi và muốn biết cái gì á thì phải phải bộc lộ thân phận thật của mình. Cho Thanh Long Ý Quán tôi không biết bạn là ai nên tôi không gửi đâu nha. Bạn phải nói cho tôi bạn là ai, làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Cho Thanh Long Ý Quán là nick number, tôi không không hầu hết là những người mà có nick number là tôi không 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 không, không tiếp nhận thông tin đâu. Ví dụ như có người lấy cái nick number là ông nội mày, xong rồi vào bảo tôi là tương tác với làm sao tôi tương tác được. Đúng rồi Lê Long, sơ đồ này có trong bài đăng trước thì có rồi, nhưng mà tiếng Đức chưa có, cái thầy chưa dịch cho tiếng Việt, thầy cho họ cái sơ đồ tiếng Việt. Thanh Long Y Quản có mấy lần hỏi rồi nha, hỏi rất là nhiều rồi, nhưng mà tôi không trả lời là bởi vì tôi không 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 từ những cái nick năm lạ lắm. Rồi mọi người có hỏi gì nữa không, có ai có ý kiến gì, có muốn yêu cầu gì nữa không?
Có ai hỏi gì, có đề nghị không, có cái gì thì đề nghị, để ngày mùng 2 tháng 2 lúc 20 giờ 10 giờ Việt Nam tôi sẽ nói chuyện. 22 giờ, 20 giờ là 2 giờ. Rồi người nha, cái người Ngọc ấy này muốn có cái tư liệu, thì đầu tiên là có cái tư liệu trong cái bài bài trước mấy cách đây đăng mấy trước Ngô á, xong rồi tôi sẽ cung cấp cái gửi cho cái bản dịch này mình tham khảo. Ai cần gì nữa không? Ok, tôi sẽ úp lại theo đầu tiếng Việt. Ba tôm lại khen, nắm ba tôm lại nick nam mơ lại khen. Rồi nha, cảm ơn mọi người, hẹn đến ngày mùng 2 tháng 2 thứ ba, mùng 2 tháng 2 20 giờ giờ Việt Nam tôi sẽ làm việc. Rồi chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Hình như giờ mới có chưa được 6 giờ chiều Việt Nam hả? Ok rồi, chào. Tôi sẽ úp lại hai cái bản dịch nha.